Đây rồi, thái cực đẩy đẹp đấy. Chiều cuối tôi sắp có rồi anh em ạ. Đây rồi, chiều cuối tôi hồi rồi. Thực thể được thả xuống này. Ui sổ ôi. Đây gọi là chiến binh cầm kiếm vào. Ui nhìn nó chém kìa. Ui thái cực hút đẹp quá. Trời ơi thái cực đẩy đẹp quá. Trời ơi con thực thể được chém kìa. Double kill. Trời ơi nó chém thố thì đừng hỏi luôn. Chạy đâu bạn ơi. Hư triple kill luôn anh em ạ. Wow. Ôi cảm giác skin này con vạch Sana nó cứ lực lực như thế nào anh em nhở. Thôi bỏ mỡ rồi bị kẹp thịt rồi. Thôi gì chúc lại chiều 1 và chiều 2 này. Ok để xem coi. Ui. Ui. Ui game nhìn đam kìa. Ui. Ui tụi. Xôi ôi. Em vạch Sana này kinh vãi hổ. Shadows loom, but my faith will always protect me. Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tomer để mà đến với em Vexana ở trong cái trang phục nữ đế Hưng Đông. Cái trang phục này là cái trang phục ở cấp độ Collector, bộ sưu tập xa xỉ. Và nếu như mà anh em nào mà có hỏi Mỡ rằng là anh Mỡ ơi, cái trang phục này hết bao nhiêu kim cương để mà anh có được cái skin này vậy? Thì cái skin này anh em sẽ cần phải hao tổn khoảng tầm chừng là 4.000 đến 6.000 kim cương, tương ứng với khoảng anh em cứ tính trung bình khoảng độ tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi để mà có thể có được cho mình đó là cái trang phục nữ đế Hưng Đông của cái vị tướng Vexana anh em nhá. Và trước khi mà đến với ngoại trang của Vexana in game, chúng ta sẽ cùng đến với bảng ngọc của cái vị tướng này ở trong cái trận đấu mà Mỡ chơi đã. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bảng ngọc này, anh em có thể nhìn thấy chuyên gia trả giá và cái cung áo súng bái. Điểm đầu tiên là giảm cái thời gian hồi chiêu đến từ bộ skill. Và sau đó chúng ta sẽ cùng bước vào in game với cái set trang bị mà Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái, góc dưới bên trái dành cho em Vexana này. Như anh em có thể nhìn thấy, đây là một cái set trang bị có rất nhiều giảm thời gian hồi chiêu ở giai đoạn đầu trận đấu với 3 món trang bị: đối dành cổ thuật, búa mê hoặc và kèm theo đó là cái quyền trượng thời gian. Di chuyển lên đường trên một tình huống kết liễu đi được đó là Franco đi từ vị trí của top Mỡ rồi anh em ạ. Và có lẽ rằng từ đầu trận đấu đến giờ anh em cũng đã nhìn thấy được cái hoạt cảnh skill của cái skin nữ đế Hưng Đông Vexana này rồi đúng không anh em? Thì ở trong cái trang phục này thì Vexana có được cho mình một cái ngoại hình rất là thuần khiết với tông màu chủ đạo ở đây là màu vàng và kèm theo đó là màu đỏ. Đòn đánh thường của Vexana cũng như là cái trang phục của Vexana đã được làm lại, nhìn Vexana giống như là một vị nữ đế, giống như một bà hoàng vậy anh em ạ. Đấy, thống trị cả một vùng đất lớn. Đấy, trang phục tông màu chủ đạo ở đây là mái tóc vàng, bộ trang phục màu vàng và kèm theo đó là hơi ánh đỏ ở cái vương miện và kèm theo đó ở cái áo choàng. Đó được chưa ạ? Và bộ skill của Vexana, đây chiêu cuối của Vexana anh em nhìn này, thả thực thể xuống này. Xui, chị ôi ra một chiến binh mặc giáp vàng. Chưa hết nhá, chiêu 2 của Vexana anh em ạ là khi mà anh em thả skill 2 nhá thì nó sẽ sau một khoảng delay thì nó sẽ có một cái kiếm xuôi từ trên đầu cắm xuống như là gọi là chiêu cuối anh em ạ. Nhìn lực vãi cả trường luôn anh em ạ. Chiêu thứ hai là nó sẽ gọi là tạo ra một vùng làm chậm và sau một khoảng thời gian ít lâu thì nó sẽ có cái kiếm cắm thẳng xuống gây sát thương. Chiêu 1 của Vexana thì nó sẽ bắn ra một cái gọi là nguồn năng lượng sức mạnh đến từ cái quyền trượng trong tay của Vexana nữ đế Hưng Đông để mà hoảng loạn kẻ địch. Vexana có lẽ là cũng là một trong những vị tướng hiếm hoi trong Mobile Legends sử dụng cái hiệu ứng kỹ năng hoảng loạn anh em ạ. Và anh em nhìn này, nội tại Vexana nổ đam. Đó, hiệu ứng nổ đam cũng như âm thanh nổ đam nhìn rất nghe rất đã luôn. Và đây, ui, Tywill lại đẩy cái vị tướng Terisla về phía Mỡ. Nhưng thực thể của Mỡ sắp có đi từ ulti này. Thả xuống này, boom, lên bảng điểm số là Terisla. Tiếp đến thực thể của Mỡ đang chém, Mỡ hoảng loạn đi được. Đó là cái vị tướng hàng Nga. Ui, có thực thể của Mỡ chém kìa. Trời ơi, Tywill anh ta là làm quá tốt. Anh ta giữ chân lại đủ lâu để thực thể của Mỡ chém tan nát tim bạn. Đài đột lên bảng, hăng Nga lên bảng. Và sau đó Mỡ giữ chân lại, kiếm cắm ở đầu của đó là cái vị tướng Franco và mang về mạng thứ 5 của top Mỡ ở trong cái trận đấu này. Rồi, đúng là gọi là skin búp sức mạnh anh em ạ. Thật sự phải nói với anh em rằng là cái trang phục này là một trang phục rất đẹp đến từ vị trí của Vexana,
với trang phục thuộc bộ sưu tập xa xỉ Collector tháng 10. Anh em nào mà yêu quý Vạch Sana mỡ nghĩ rằng anh em nên để dành hầu bao để mà sắm lấy cái skin này. Và một trong những cái mẹo để giúp cho anh em có được cái khoản tiết kiệm nhất để mà sắm cái skin này, đó chính là anh em hãy cố gắng hàng ngày vào để mà quay dần dần, quay những cái lượt đơn lẻ. Và đến những cái ngày cuối của sự kiện ý, thì anh em sẽ có thể gọi là có được cho mình đó là cái skin này. Lưu ý là cái skin này thì anh em sẽ cần phải có được cho mình một cái khoảng thời gian gọi là tích lũy nhá. Nếu như mà anh em không muốn tốn tiền đợt đầu thì có lẽ là anh em sẽ được giảm giá tiền đâu đấy, nó rơi vào khoảng vài trăm nghìn để mà sở hữu được cái skin này đấy anh em ạ. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn có được skin Vạch Sana này ngay hôm nay đấy thì hoàn toàn có thể mua kim cương ở đường chính ngạch của Mobile Legends qua Zing này, hoặc là anh em mua kim cương ở cái nguồn nào đó mà uy tín với anh em ý, thì anh em có thể sắm thì đâu đấy nó sẽ dao động vào khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu và 5 đồng cho cái skin này anh em ạ. Ok, thì đó là những cái chia sẻ đến từ quan điểm của cá nhân Mỡ. Trận đấu này mới chỉ phút thứ tư thôi mà Mỡ đã có tới 5 mạng hạ gục rồi. Đánh nhau rất đông ở đường giữa, kèm theo đó là đường trên và đường dưới. Mỡ đảo đi rất đều anh em ạ. Và đây là một tình huống thả thực thể. Ôi, nhưng Tywill lại đẩy cái con Franco ra khỏi cái tầm cầm kiếm của Mỡ anh em ạ. Cho nên lượng máu của Franco về cơ bản vẫn là khá nhiều. Một tình huống dùng skill nhưng mà Hằng Nga đã vít ga tăng tốc độ di chuyển. Ôi, con Tywill chủ đấu ra này. Thôi gì chúc skill anh em ạ. Ôi, double kill đến từ tụ Mỡ kìa. Trời ơi, cái phát vừa xong là hai cái skill 1 và skill 2 của Mỡ dồn đam đủ lên quái, lên lính. Lính bị hạ gục cho nên là cái nội tại của Vạch Sana được kích hoạt, nó nổ đam lây ra những cái mục tiêu xung quanh. Và mục tiêu xung quanh ở đây là ai? Là Hằng Nga và là Franco lên bằng điểm số, double kill đến từ tụ Mỡ rồi. Trận đấu này team Mỡ phút thứ 6 ăn được 14 mạng thì bản thân Mỡ đã có được 7 mạng rồi. 7 mạng còn lại được chia đều cho những cái thành viên còn lại. Điều này cho thấy được cái khả năng đóng góp, cái lượng sát thương và hạ gục kẻ địch trong giao tranh của Vạch Sana nó đang khá là ổn ở meta hiện tại mùa giải thứ 30 anh em nhá. Rồi nấp bụi ở đây, phát hiện ra được Teris là đang định vả vào mặt của đó là cái vị tướng Aluka. Mỡ thả thực thể, thả chiêu 2, giao tranh đang cực kỳ hỗn loạn ở đây. Nhưng mà không ăn được mạng nào cả bởi vì nguồn sát thương của Mỡ nó mang tính chất dồn đam là chính anh em ạ, chứ không phải là để lát hit. Và như vậy là Mỡ đã có đi cho mình đó là cái mạng hỗ trợ thứ 5 rồi. Tầm này Vạch Sana trong tay của Tốt Mỡ điên đâu đánh nhau đến đấy, điên đâu gọi thực thể đến đấy anh em ạ. Anh em lát nữa anh em để cái thời gian mà Mỡ có thực thể và Mỡ thả anh em nhá. Này, chiều 1, chiều 2 thả thực thể này, anh em nhìn nhá. Đấy, thả thực thể dồn đam xong, thực thể đang quay. Và Mỡ đang dồn sát thương vào cái vị trí của đó là Curling còn rất ít mau. Thực thể của Mỡ nó vẫn đang tồn tại anh em ạ. Và lát nữa khi mà thực thể hết, anh em cùng xem thời gian hồi chiêu là bao nhiêu nhá. Này, nhìn này. Ui xùa ôi, trung bình cứ khoảng tầm khi mà hết sạch thời gian dùng skill thì cứ khoảng 7 giây là Mỡ đã có thể triệu hồi ra được một vong linh chiến đấu bên cạnh mình rồi. Ulti hồi 7 giây khi mà anh em lên đủ thời gian hồi chiêu anh em ạ. Ông Tywill làm cái cho con bò gì đấy, cắm kiếm mù mắt khán giả à. Vì vậy cho nên là lúc nào trong cái tình huống giao tranh Mỡ cũng đều có được cho mình chung của anh em nhìn thả này. Thả ulti là quá đẹp, sát thương dù vậy là quá nhiều. Và Franco và Hằng Nga lên bảng điểm số không nói nhiều anh em ạ. Còn nếu như mà... ui, anh em nhìn kìa, nếu như mà thực thể của Mỡ lên bảng điểm số thì thời gian hồi chiêu của chiêu cuối của Mỡ nó cũng chỉ có khoảng 8-9 giây mà thôi. Ui, anh em lên đủ thời gian hồi chiêu ulti rồi, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Trong cái bối cảnh mà anh em cầm cho mình đó là ba cái món siêu trang bị giảm thời gian hồi chiêu ở đây, giày cổ thuật, búa mê hoặc và cái quyền trượng thời gian, tiếp tục là thả thực thể xuống đến từ vị trí của Tốt Mỡ. Tầm này ulti hồi chỉ có mấy chục giây, tiếc cái gì hả anh em? Đúng không ạ? Đó, ok, cùng lắm là nếu như mà không có giảm thời gian hồi chiêu thì nó hồi chắc tầm 20 giây đổ xuống. Cũng quá lời rồi. Đấy, Mỡ di chuyển lên đường trên anh em thấy đây. Phát hiện ra được đó là cái vị trí của Curling. Chiêu cuối của Mỡ đã hồi rồi, thả cho nó sợ nhá. Thả cho nó sợ. Đấy anh em đều ạ, thả chiêu cuối cho nó sợ. Có gì đâu mà căng. Vâng, uẩy kéo đến từ Franco nhưng không ăn thua. Mỡ lách cái nhẹ và thanh tẩy để thoát đi cái hình đài đến từ vị trí của Terisla. Thôi xong Terisla rồi, hoảng loạn đến chết luôn. Mạng thứ 10, trời ơi, cầm con Vạch Sana mà điêu đam sau thì phê đừng ngỏi. Ở đây là có cái vị tướng Đai Đốt dùng skill combo này. Ui sổ ôi, tụt máu kìa bạn ơi. Và ở đây là có hàng AFK. Ôi, cái góc đấy khó kéo quá nhở. Mỡ di chúc lại bởi những cái skill hoặc tất cả những gì Mỡ có, nhưng mà không kịp nữa rồi. Mỡ đã phải lên bảng điểm số lần thứ hai ở trong cái trận đấu này và team của Mỡ vẫn đang muốn ép đánh. Ok, game đấu này thật sự phải nói với anh em là để cho cái con Vạch Sana này nó xanh sớm thì có khác gì 6v5 đâu anh em. Khi mà cái thực thể của con Vạch Sana nó thả xuống đã đau, nó hạ lại còn khó và bên cạnh đó là Mỡ thời gian hồi chiêu lại còn nhanh chứ. Anh em nhìn này, xuôi, trọn vẹn pha thả thực thể đến từ vị trí của đó là cái vị tướng Vạch Sana. Curling ăn nguyên cả cái con vong linh vào đầu và tiếp đến ở đây là Dairot muốn truy đuổi đến từ vị trí của Tốt Mỡ. Mỡ sẽ tận dụng những cái bụi anh em nhá để câu chiều tiếp tục hoảng loạn và Dairot lên bảng điểm số anh em ạ. Nhưng mà bù lại thì Tywill bên phía của team Mỡ cũng đã bay màu mất rồi.
Ui, cái game đấu này có lẽ rằng là một cái video clip mà cá nhân mỡ thì cho rằng anh em đã thấy được rằng là cái ultimate cũng như là cái bộ skill của con vạch Sana nó đẹp đến là như thế nào. Thả thực thể liên tục, cứ đánh nhau ở đâu là có cái con vong linh được thả ở đấy, thì team bạn thở kiểu gì. Vâng, ở đây là cái vị tướng ECR là muốn ăn đi cho mình, đó là cái con bùa đỏ. Mỡ sẽ đứng bảo kê cho ECR anh em nhá. Và ở đây là có Terisla, ông này làm gì đây? Chạy ra đập ông này thì ulti này, khó chịu chưa? Khó chịu chưa? Sổ ôi, tôi nói thật với anh em là cái con vạch Sana, cái hoảng loạn này của nó khó chịu cực kỳ luôn. Mà chưa kể bộ skill của vạch Sana hồi chiêu lại còn nhanh. Chiêu thứ hai hồi có mỗi 4 giây và chiêu 1 thì hồi nó cũng chỉ có mấy giây mà thôi anh em ạ. Chiêu cuối mà anh em gọi là tận dụng tốt những cái trang bị thì nó có thể hồi đâu đấy rơi vào khoảng độ tầm 5 đến 6 giây. Vừa đánh nhau xong 5 đến 6 giây xong có cái ulti thì bố ai mà thở được. Và phía bên này mỡ đang thấy Franco kéo được, đó là Xbox, một tình huống mỡ thả thực thể, thả vong linh ra, kết liễu đi được Franco và mang về mạng thứ 12 rồi. Thôi game đấu này team bạn cũng đi chân lạnh toa rồi. Tầm này thì họ win kiểu gì nữa. Đánh nhau ở phía bên này thì cái vị tướng Xbox ở đâu, đó là cái vị tướng Dairon cũng đã phải lên bảng điểm số. Và mỡ đang có mặt ở đây, đứng cùng với những cái người đồng đội của mình. Và để xem gọi là có đánh nhau không, đang ép đường giữa đến từ team của mỡ. Vâng, team bạn bây giờ chắc là tụi nó cũng đứng ở trong nhà mất rồi. Lord thì đã được triệu hồi ở đường trên, mang theo đợt lính được cường hóa. Team bạn nó sẽ đép cái gì đây? Nó sẽ đép đường trên hay nó sẽ đép đường dưới? Một tiếng thả luôn anh em ạ. Anh em thấy không, tầm này có ulti là thả hết, thả hết để mà gọi là đi đánh nhau. Đấy, bình thường nếu như mà không hạ cũng đi được kẻ địch thì ulti nó sẽ hồi khoảng 20 giây. Nhưng nếu như mà anh em có tham gia hỗ trợ hoặc hạ gục từ 1 đến 2 đứa thì cái ulti nó sẽ hồi nhanh cực kỳ luôn. Đầu đấy nó chỉ cái 7 giây mà thôi. Tyrion cầm kiếm là quá đẹp, gom lại 4 thành viên. Và mỡ cùng với đồng đội của mỡ dồn đam vào hủy diệt team bạn và mang về quả chiến thắng quá ư là mãn nhãn cho video clip đầu tiên mỡ làm về cái em vạch Sana, nữ đế hừng đông này. Và nếu anh em thấy cái skin này xịn và đẹp mà dùng rỉnh tiền thì nhớ vào game để sắm em nó đi nhá. Còn nếu không thì tiết kiệm tiền đến cuối tháng. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em. Nhớ để lại cho mỡ một like đăng ký kênh đấy. Peace!